ok chưa? Đấy, cái nhìn được cái chỉ này. Khi cái ổ này nó bắt chỉ xong rồi, thoát này. Đấy, đáng ra cái chỗ này nó phải thoát lên. Nhìn mờ nhỉ. Cái đèn nó sáng quá. Còn quá cái đấy. Ừ. Có nhìn được chỉ không? Đó, cái chỉ ở cái khe này nó đang bị không thoát, đang ra như thế này nó về đến đây nó phải thoát rồi, nhưng không thoát nó bị mắc lại đấy, nó giật một cái như thế là không được, thì mình sẽ phải chỉnh cái gạt lên đấy. Cái gạt này mình quay cho nó thu về hết này, cái gạt này này đấy, nó thu hết, kéo căng hết về đằng này. Mà nó không gạt được cái thằng này đi lên, đáng lẽ nó phải gạt được lên, nhưng nó không gạt được lên thì mình sẽ phải chỉnh cái này. Nới lỏng cái ốc này ra. Đấy. Xong rồi. Dịch cái này về. Nhưng không được căng, như này là căng quá này. Giả lại một tí. Chí nhẹ, tạm kiểm tra lại. Bao giờ nó phải có cái độ hở một tí, như này vẫn là hơi căng. Này còn 5 châm. Tầm này là cũng có vẻ được. Hơi non thì gạt lên tí nữa. Chỉnh cái này chỉnh tí một thôi, không thể chỉnh à. Đây, bao giờ mà cái chỉ đi qua đây này, đấy, nó thoát qua nhẹ nhàng thấy chưa, nó không bị giật lại đấy. Chỉnh cái này mình phải quay cái này, thu hết về đằng này, căng hết ra đằng này đấy, căng như này là căng hết này. Xong bắt đầu lắc ở đây thử, nó có thể có cái độ dơ thì mới được, dơ một tí nhưng không được căng quá bị vỡ ổ, như thế là chí chặt vào là được, chí chặt vào rồi kiểm tra lại lần nữa. Đấy, lắc ở đây mà nó có độ cựa này là ok. Tương tự bên này thì cũng như thế, hai bên chỉnh như nhau, ok.